voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa ngựa quá nên hỏng có người yêu mà chỉ có fan yêu. Video này sẽ thay cho những lời giải thích sau 1001 thắc mắc về bộ phim mới ra mắt của Gậy TV. Cùng xem đến cuối để xem bạn biết được bao nhiêu phần trăm nhé. Sẵn sàng rồi thì like nào. Có một, bộ phim mới của Gậy TV có tên là gì? Đến với cái tên Tháng Năm Rực Rỡ thì rất lâu rồi, nhưng khi phát sóng phim thì lại có tên là Ngây Ngô Thỏa Đầu, làm fan cứ phải gọi là lú luôn ấy nhỉ. Câu 2, vậy phim có tổng cộng bao nhiêu tập? Đó đó, lúc đầu cũng có thông tin rò rỉ rằng có 9 tập hoặc 24 tập phim, nhưng khi ra mắt thì chỉ có 5 tập thôi à, fan cũng chưa kịp cày thì đã hết rồi. Câu 3, ai là nữ chính trong phim? Nhung vẫn là nữ chính rồi, phải công nhận bà mẹ hai con này đẹp xuất sắc luôn ấy, mặc bộ đồng phục mà cứ như học sinh cấp 3 vậy. Câu 4, nam chính là ai? Và trưởng thành Minh Hiếu nè. U là trời, anh Hiếu trong phim trông như nam thần luôn ấy. Bảo sao ngay từ lần gặp đầu chị Nhung đã lác cả mắt rồi. Này, nhớ mình không? Rõ ràng là nhớ, sao lại giờ mà không nhớ? Hôm qua bọn mình gặp nhau ở cái tiện lợi, hôm nay lại học chung lớp. Hay là cậu thấy mình bắt chuyện trước nên cậu ngại à Hiếu? Sao cậu biết tới tôi? Mình hỏi Thảo. Cậu có vấn đề gì với tôi à? Mình thích cậu, cậu cần mình nói lại không? Không cần đâu. Câu 5, tập 1 của bộ phim có tên là gì? Vừa mới vào phim thì phải là định mệnh trong đời chứ. Từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên đó mới có những câu chuyện tiếp theo, càng xem càng thấy cuốn. Cả lớp tập trung. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Bạn ấy tên là Nhung, mới chuyển tới trường mình. Và kể từ hôm nay, bạn ấy chính thức trở thành một thành viên của lớp ta. Các bạn, chào bạn đi. Nhung, em giới thiệu về bản thân với các bạn đi. Sao đây? Em Nhung mình chào mọi người nhé. Mình tên là Nhung. Rất vui khi được học chung lớp với mọi người ạ. Câu 6, ai là người nói thích chị Nhung trong đoạn đầu tiên? Ngay từ giây đầu tiên đã có sự xuất hiện của anh Việt Hoàng với câu nói tôi thích cậu, rất thích cậu. Nhưng hai người lại có vẻ đang khóc. Diễn biến tiếp theo như nào thì mời fan mở phim ra xem nhé. Tôi thích cậu. Thực sự rất thích cậu. Sao cậu không nói gì đi? Chẳng phải cậu thích tôi sao? Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Đợi mình sẽ giúp cậu.
mình có muốn nói là mình thích cậu ấy, mình không muốn trốn chạy nữa, nhưng mình lại chọn cách rời đi. Có thể là do mình sợ, vì chẳng có nàng công chúa trong câu chuyện lọ lem nàng ngoài hiện thực cả. Nhưng mà hơn bất kỳ ai, mình vẫn luôn mong chờ tình yêu định mệnh của mình. Có vậy, Ngây ngô thỏa đầu là bộ phim về chủ đề gì? Từ những ngày đầu có thông tin về sự có mặt của phim này, các bạn cũng đã hóng được bộ phim có nội dung về tình cảm học đường, vì các anh chị ấy xưng cậu tớ, lại còn mặc đồng phục cấp 3 mà. Câu 8, ai là người thấy thích đối phương trước? Chị Nhung chị ấy đứng hình khi nhìn thấy anh Hiếu, đã thế còn theo chàng về tận cửa nhà và biết được anh ấy ở trên mình một tầng. Crush lại là hàng xóm nữa thì quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Câu 9, Nhật Dương đóng vai bạn trai của ai ở trong phim? Ở ngoài đời là cá con của Quỳnh Moon, nhưng trong phim anh Dương lại đóng vai người yêu chị Thảo, khối fan và anti-fan được fan bàn tán cho mà xem. Chào cậu, mình là Dương, bạn trai của Thảo. Thảo ơi, cho tớ mượn quyển sách tiếng Anh với. Ngày nào cậu cũng mượn thế nhở? Tự chuẩn bị đi chứ. Chuyện có gì đâu mà sao cậu tức giận thế nhở? Câu 10, anh Hiếu là người có tính cách như thế nào? Ở ngoài đời thì nhây bựa, chứ vào trong phim thì lạnh lùng ra mặt luôn. Chẳng những không chơi với ai mà còn tỏ ra xa lạ với chị Nhung khi mới chuyển vào lớp luôn đấy. Trùng hợp khi lớp mới của chị Nhung lại có bạn cũ là anh Quốc Tuấn. Hai anh chị gặp nhau mà đều bất ngờ, chắc hẳn đằng sau có câu chuyện gì đó khó nói đây. Nhung, sao cậu lại ở đây? Không lẽ học sinh mới chuyển vào là cậu à? Ồ, trước đây hai người quen nhau à? Sao thế? Có chuyện gì à? Câu 12, ai là người không xuất hiện trong phim này? Chị Ngọc đang tham gia bộ phim khác nên có lẽ không góp mặt ở phim này, nhưng chị Thảo Vân thì có đó nha, xem mãi mới hiểu luôn á. Câu 13, đến cuối cùng, chị Nhung và anh Hiếu có đến được với nhau không? Lỡ tập nào thì chắc chắn trả lời được rồi. Cần gì chị kính sâu đáp án nữa chứ. Ai không xem thì tiếc đứt ruột đấy nhé.
14, bạn còn nhớ anh Hiếu ở cùng nhà với ai không? Từ tập đầu tiên đã có chi tiết cho thấy anh Hiếu ở cùng nhà với Thảo Vân. Điều đó làm ai cũng thắc mắc, mà ai xem đến tập cuối mới hiểu được thôi nhé. Câu 15, bạn thích nhân vật nào nhất trong Ngây Ngô Thổ Đấu? Comment xuống dưới nhé! Mặc dù bộ phim đã kết thúc rồi, nhưng đảm bảo fan tôi vẫn đang cày ngày cày đêm cho mà xem. Cày thì cày, nhưng vẫn phải chú ý đến việc học nha! Đừng quên like video và đăng ký kênh nữa đó! Bye bye!